Nhưng em yên tâm đi, anh không hứng thú với loại phụ nữ như em. Bù lại những cái trò tình gì nghe lén của em cũng có thể giúp được anh trong lúc này. Anh đừng có mơ, tôi không bao giờ giúp cái loại đê tiện như anh hiểu chưa? Mày còn sự lựa chọn nữa hả? Hả? Tao đã mất hết không còn cái gì rồi, nghe chưa? Đừng có chạm riêng tao, nghe chưa? Con yêu cái hả? Alo, anh Quang hả? Có chuyện rồi, Tuấn Minh tới văn phòng kiếm em để tính sổ. Hắn ta giống như thằng điên vậy đó. Anh mau báo cho bác Bảy với anh Khôi biết đi. Ok, được được được, vậy em tới nhà anh Khôi liền đi. Thế nào họ cũng cần mình giúp đỡ. Vậy nha em. Bác Bảy ơi. Ơi đó liền. Bác Bảy. Ủa, là Bảy hả? Vậy mà tao tưởng cha con Khâu về. Ủa sao con gọi điện thoại cho bác hoài không được vậy? Ừ, tao đang tưới cây, bỏ điện thoại trong nhà. Anh Khâu, chị Linh và hai cháu đã về chưa bác Bảy? Chưa. Mà có cái gì mà tụi bay hốt hoảng lên vậy? Tao chết rồi. Nhưng mà có chuyện gì? Chuyện dài dòng lắm. Nói chung là đang nguy cấp. Bây giờ con phải chạy đi coi mọi người như thế nào đã. Trời đất ơi. Ủa tôi nói đây nè. Xuống con, xuống. Rồi vô nhà. Anh đón được hai cháu về là ok rồi. Có chuyện gì vậy? Mọi người có mặt ở nhà hết chưa vậy anh? Còn thiếu chị Linh. Chết rồi, anh gọi liền cho chị Linh đi. Coi chừng á, hắn kiếm chị Linh rồi đó. Ủa, hai người nói có chuyện gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Sao tự nhiên lại hốt hoảng chuyện gia đình của tôi? Chuyện này từ từ rồi tí giải thích. Còn bây giờ tụi bay nói rõ đi, ai kiếm con Linh? Thì Tuấn Minh chứ ai nữa. Bây giờ á hả, hắn như là thằng điên vậy đó. Cô nói sao? Anh gọi liền cho chị Linh đi. Không gọi được hả? Chết rồi, em nghĩ có chuyện không ổn rồi đó. Chắc là hắn đón lỏng chị Linh ở công ty rồi đó anh. Cái thằng này nó bị điên rồi. Tía, cầm dây giùm con. Ê, khoan đã anh Khôi, anh nên đi chung với tôi, hai người thì yên tâm hơn. Anh đem xe vô nhà cất đi. Được rồi. Anh à, em ở lại đây với bác Bảy và hai đứa nhỏ, còn chị Linh để anh lo. Ok, em biết rồi. Nhanh đi anh Khôi ơi. Cầu trời khấn Phật cho đừng xảy ra chuyện gì. Chỉ còn mình em thôi. Đừng có rời xa anh. Anh yêu em lắm. Anh tha cho tôi đi. Anh về với gia đình, với vợ con của anh đi. Tôi không hề yêu anh. Anh đừng có bám theo tôi nữa. Tôi xin anh đó, tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh mà không chịu nghe tôi á, tôi la lên cho bảo vệ tới đó. Em la đi. Em mà la lên á, thằng cu Bin nó ngồi trong xe, nó không có an toàn lắm đâu. Anh làm gì con tôi vậy hả? Anh chỉ rước nó giùm em thôi. Em mà không nghe lời anh á, là anh sẽ chở nó đi theo anh luôn. Em phải đi theo anh, nghe rõ chưa?
cái này anh không muốn đâu. Con tôi đâu hả? Muốn biết con ở đâu hả? Muốn biết con ở đâu chứ gì? Anh làm như vậy tôi la lên đó. Bớt người ta, bớt người ta. Kha hả? Tôi Khôi nè. Có chuyện gì không anh? Tôi gọi điện cho Linh nãy giờ mà không được. Không biết là cổ còn ở trong văn phòng không nữa. Tôi cũng không biết nữa bởi vì tôi đang ở ngoài. Rồi rồi rồi, cảm ơn anh. Không biết mấy đứa này nó có tìm được con Linh không nữa. Giờ này mà chưa thấy đứa nào về. Điện thoại thì điện không được. Thiệt tình chứ. Bác Bảy, bình tĩnh đi. Mình thử chờ chút nữa còn sao. Alo, con hả con? Dạ con đây. Sao rồi? Tụi bay tìm được Linh chưa? Dạ chưa tía. Có gọi điện thoại được nữa không? Dạ lúc đầu thì gọi không được. Nhưng bây giờ thì gọi được rồi mà không ai bắt máy hết. Con lo lắm. Trời ơi, cầu trời khẩn Phật cho nó đừng có chuyện gì giùm tao một cái. Dạ tía ở nhà coi chừng hai đứa nhỏ giùm con nha. Bà ngoại tụi nhỏ về chưa tía? Tao đang lo đây nè. Bả mà về cái rối cái nhà này lên nữa. Thôi bây giờ để con chạy tới mấy cái chỗ mà Linh thường hay tới coi sao. Dạ. Nếu mà Linh có về á, tía nhớ gọi điện cho con biết liền nha. Dạ dạ. Bây giờ sao anh? Thì đi tiếp chứ biết sao. Đi kiếm chỗ nào gần gần thôi chứ xe này sắp hết xăng rồi đó. Hana, đói bụng rồi hả? Để bác bớt cơm con ăn nha. Dạ thôi, khỏi bác. Sao thấy bí sĩ vậy? Giờ tâm trí đâu nữa mà ăn. Rồi, có chuyện nữa, con chờ bác chút xíu nha. Dạ dạ. Cái gì? Buông ra. Ra đây. Cái gì hả? Cô Minh, không có nhắc em nữa nghe không? Dạ. Rút ra. Dạ. Trời ơi, nhỏ này nhát như thỏ đế vậy. Thôi, đừng có khóc nữa con. Đừng có khóc, con nội đây nè. Ông nội, anh hai bỏ mặt nạ xuống chưa? Bỏ rồi, ông đánh tét đít con ma rồi, chạy hết rồi. Trời, mặt nạ đó là đồ hóa trang Halloween mà. Có gì ghê đâu, khóc dữ vậy hả? Con ấy nha, mai mốt không có được nhắc em nữa nè. Dạ. Nó sợ ma đó, biết không? Dạ. Mặt nạ, mặt móc cái gì? Làm người không muốn, muốn làm ma làm quỷ không vậy? Nội nói rồi đó nghe, từ ra sắp tới còn nhắc em nữa, nội đánh tét đít luôn đó. Nhớ chưa? Dạ. Thôi nghe. Thôi, hai anh em xuống dưới, ông nội lấy cơm cho ăn.
Đi. Dạ. Cho đáng đời bỏ cái tật hù em. Tội nghiệp tụi nhỏ, giờ này mà còn đồ dẫn được, giờ này con ở đâu vậy Linh? Anh dừng ở đây chứ vậy? Bây giờ em thấy mình cứ chạy lòng vòng như vậy không phải là cách đâu. Giả lại mình cũng chưa có xác định Tuấn Minh đã bắt cóc chị Linh, mình phải phán đoán thật kỹ rồi mới tính. Vậy bây giờ theo anh tôi phải làm sao đây? Mình phải xác định thật nhiều khả năng có thể xảy ra, rồi sau đó loại bỏ từng trường hợp một. Trời ơi, sao nãy giờ không nói? Vì nhất thời mọi người cũng rối quá, làm em cũng rối theo. Rồi bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ một là về nhà anh, hai là về công ty của em, rồi tính tiếp. Thôi thôi thôi, đi về nhà tôi đi, mọi người đang chờ đó đó, nhanh đi. Khoan đã. Hả? Anh chở em được không? Em chở anh nãy giờ mỏi tay quá, với hơn nữa cho em hút một điếu thuốc. Rồi xuống đi, tôi chạy cho. Nhanh đi. Chưa mà. Nhanh lên. Định bỏ con giữa chợ. Anh ơi, anh ơi, cái vạt áo hả? Chẳng lẽ cha này buôn người hay là buôn lậu? Con Linh về. Phải mẹ đó. Dạ con chào bác. Ủa cô đây là? Người quen của tôi. Mẹ, hai đứa gặp nó chưa? Ủa sao nhà hôm nay đông đúc vậy? Bộ hôm nay có tiệc hả? Rồi còn Linh đâu? Linh cái gì sao tôi hỏi ngay trả lời trơn vậy? Linh đâu mẹ? Ok. Dạ, từ chiều tới giờ Linh đi đâu mà mọi người không ai liên lạc được? Trời ơi, con Linh bỏ nhà đi rồi hả? Bởi vì tôi biết trước sau gì cũng có chuyện này xảy ra mà. Con Linh nó làm sao chịu nổi? Cáp lực của gia đình này lớn quá mà nó chịu đâu có nổi. Trời ơi, tôi nghiệp con tôi. Bây giờ ai cũng đang rối rắm. Chị làm quá, tụi nhỏ nó hoảng loạn lên nữa. Mới bữa trước, chuyện con búp bê khiến con Ruby nó hoảng sợ. Bây giờ chưa biết ngã ngủ ra sao. Chị đừng có làm rối nữa. Phải rồi, tôi rối đó. Tôi là người gây rối rắm trong căn nhà này đó. Bởi vì con Linh nó là con ruột của tôi, nó không phải con của mấy người, nên mấy người đâu có lo lắng gì đâu. Linh ơi là Linh. Trời ơi, giờ không biết nó bị gì nữa trời. Mẹ, ơi, bây giờ mọi người không ai biết Linh đang ở đâu hết. Con chỉ đang lo là Tuấn Minh nó điên lên rồi làm chuyện gì bậy bạ thôi. Gì? Gì sao có vụ Tuấn Minh đây nữa? Tuấn Minh là sao? Bác bình tĩnh lại đi. Tại chuyện là bác Bảy nè muốn hàn gắn chuyện anh Khôi với chị Linh lại đó, và muốn chị Linh nhận ra bộ mặt thật của Tuấn Minh, cho nên đã kêu con đi theo dõi Tuấn Minh. Qua đó thì
Con biết được á, Tuấn Minh là một kẻ rất là xấu xa, vũ phu và lừa đảo nữa. Tụi con đã đem hết chứng cứ đó đưa cho ba vợ của hắn. Bởi vì tụi con biết được á, hắn chỉ là một kẻ điều hành công ty cho gia đình vợ thôi, chứ hắn không có trong tay cái gì hết trơn á. Tụi con làm vậy á, là chỉ để phụ nữ không có bị mắc lừa nữa thôi. Nãy giờ nói quá trời mà không hiểu gì hết. Bị nói cái gì vòng vo rồi rút cuộc liên quan gì tới Linh trời. Thì tại vì con đưa hết chứng cứ rồi, cho nên là hắn đã bị tước quyền điều hành. Bây giờ hắn nổi khùng lên tới kiếm con để trả thù đây nè. Mà con chạy thoát được, cho nên là con nghĩ hắn tới kiếm chị Linh đó. Con đã cố gắng liên lạc với bác Bảy với anh Khôi rồi, nhưng mà không kịp. Trời, tôi chết rồi. Vậy là Linh chết chắc rồi. Rồi mấy người làm vậy là giết chết Linh nhà tôi rồi. Dạ thưa bác, bình tĩnh, coi chừng bị Linh tăng xong. Thật ra thì người mà Tuấn Minh muốn hại là con và Hana. Bởi vì tụi con lên kế hoạch phá vỡ những âm mưu của hắn, cho nên bây giờ hắn mất hết tất cả. Hắn chỉ muốn níu kéo lại tình cảm của chị Linh. Mà muốn thực hiện được điều đó thì chắc chắn hắn không thể nào mà hại chị Linh được. Trời, ai nói cũng hay hết trơn trời. Đi kiếm nó đi. Dạ. Còn ông nữa ngồi làm gì đó, đi kiếm nó đi. Nhanh dạ. Đi. Đi. Ủa, mà biết đâu kiếm? Trời, đi kiếm nó đi. Giờ sao? Giờ kiếm nó ở đâu? Đường xá tôi mới rành, giờ kiếm ở đâu? Đi đi con. Dạ. Con Linh rồi đó. Con Linh điện cho ngoài vô đây. Linh hả con? Linh hả? Linh hả? Dạ không phải, là sếp của Linh. Tôi nghe. Ủa Linh về nhà chưa anh coi? Chưa. Lúc đầu tôi gọi thì tắt máy, sau đó tôi gọi có chuông reo mà không ai bắt máy luôn. Hôm nay cổ làm việc khuya ở xưởng, có khi nào cổ mệt quá cổ xỉu không ta? Cũng có thể. Tại sao tôi không nghĩ ra trường hợp này ta? Bây giờ anh chạy tới công ty của tôi đi, rồi tôi chạy qua tôi nói bảo vệ mở cửa cho nha. Được rồi, được rồi, được rồi, tôi sẽ chạy tới đó liền. Cảm ơn anh nha. Sao anh? Sao con? Sao? Dạ sếp của Linh nói rất có khả năng là Linh làm việc ở trong xưởng một mình, mệt quá rồi ngất xỉu ở trong luôn. Bởi vì Linh thường xuyên ở lại làm khuya lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Đi đi kiếm liền đi con. Dạ. Đi liền. Thôi, đi con. Con đi nha mẹ. Con đi nha tía. Đi 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 dạ, kiếm dạ. Phụ. Phụ phụ nó giùm nha. Dạ. Dạ. Hai bác bình tĩnh nha. Lớn tuổi của chừng lên tăng xong. Thôi đi liền đi. Dạ dạ dạ. Giá trời giá Phật, cho Linh ở trong xưởng đi. Con Linh nó có chuyện gì? Tôi không sống nổi đâu. Tôi chết tôi không sống nổi đâu. Nga yên tâm đi. Con Linh ăn ở hiền lành. Chắc thế nào trời Phật cũng phù hộ nó hả Nga. Nga đừng có lo lắng quá. Cảm ơn Bảy nha. Không có gì đâu Nga. Cái gì vậy? Lên liền đi, cháu nó vậy là phản ứng lên liền. Đi đi lẹ. Lên lẹ, lên lẹ. Linh ơi. Linh ơi. Anh đây. Chỗ rồi mà. Sao rồi? Không có thấy, trong toilet cũng không thấy. Phòng họp cũng không có luôn. Không có. Còn phòng nào mình chưa tới không? Tất cả những phòng mình vừa tìm là phòng có khả năng Linh xuất hiện nhiều nhất. Còn tầng hầm để xe. Đúng rồi. Ở dưới. Theo như phân tích của tôi á thì phân tích cái gì? Từ từ. Đợi dưới. Xe Linh còn ở đây mà. Nếu như vậy thì có hai khả năng xảy ra. Một là chị Linh vẫn còn ở công ty. Hai là chị Linh rời khỏi công ty bằng một phương tiện khác. Chưa chắc. Nếu như đây là điểm cuối cùng mà chị Linh xuất hiện trước khi mất tích á, thì hai khả năng của anh nói là đúng. Còn nếu như trước đó chị đã rời khỏi bằng một phương tiện khác, thì chắc chắn người đi cùng sẽ là người quen biết. Nè, mấy người đang làm gì đó? Anh Hùng, tôi nè. Dạ, chào giám đốc. Chiều giờ anh có thấy Linh về không? Dạ, cô Linh chưa về. Chiều giờ không thấy cổ lấy xe. Ừ, xe cô còn ở đây. Dạ, anh có thấy Linh đi với ai không? Hình như là không. Thường thì cổ gửi xe lại công ty sẽ báo cho tôi biết. Sao kỳ vậy? Cổ chưa rời khỏi công ty
Xe thì còn ở đây mà không tìm thấy cổ. Có khi nào mình tìm sót ở đâu không? Chiếc giày này của ai? Của Linh. Anh chắc chắn là của chị Linh không? Chắc. Đây là món quà sinh nhật tôi tặng cho cổ mà. Vậy đây đúng là địa điểm cuối cùng mà chị Linh xuất hiện trước khi mất tích rồi. Nếu như chỉ đi bằng xe máy á, thì may ra mình còn hy vọng là chỉ đi đâu đó cho quay khỏa. Còn đằng này xe máy lại ở đây, lại còn chiếc giày này nữa. Chắc chắn 100% là chị Linh bị bắt cóc rồi. Tầng hầm này có camera quan sát chứ?